Trên các phương tiện thông tin đại chúng gần đây là tiếp tục đăng tải thông tin liên quan đến việc cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ làm việc tại hãng đã rất bất bình vì những việc làm của ban lãnh đạo mới và cho rằng những điều đó đang khiến cho hãng phim chết mòn. Đây là hình ảnh kho đạo cụ phục trang vốn là tài sản gắn liền với hoạt động của hãng phim truyện Việt Nam. Tuy nhiên, nhà kho này đã được dọn dẹp phục vụ cho thuê kinh doanh. Cũng với mục đích trên, một phòng dựng và phòng thu thanh đã bị tháo dỡ di chuyển. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo mới của hãng phim cũng đã cho sát nhập phòng biên kịch, đạo diễn, quay phim, thiết kế mỹ thuật vào một phòng gọi tên là phòng nghệ thuật. Dãy nhà trước đây của bốn phòng này cũng đã được cho thuê để kinh doanh. Là không có thông báo gì về các nghệ sĩ. Khi tôi đến đây thì tôi vào hãng thì thấy các bạn đang dọn. Tôi ra tôi mới hỏi là dọn kho này đi đâu. Và bảo chuyển sang một cái kho nào đó ở bên công ty Thủy. Nó vương vất rất nhiều thứ mà bọn tôi làm phim, nó là những kỷ vật, những là đạo cụ, những cái thứ rất là gần gũi với cái hãng phim truyện. Và nó có những dấu tích lịch sử ở trong những cái đạo cụ đó và nó còn sử dụng rất nhiều trong những phim sắp tới. Thế vậy bây giờ mà các bạn nếu đi thế tôi thấy các bạn vẫn vương vương thì tôi cố gắng để lại thì tôi thấy thôi mình cứ giữ lại cho hãng một cái gì đó kỳ thật. Tuy nhiên, tại cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Tổng Công ty Vận tải Thủy, Công ty Cổ phần Visaco, đơn vị nắm 65% cổ phần hãng phim với các nghệ sĩ của hãng phim truyện, thì câu trả lời lại chỉ là dọn dẹp cho khu vực hãng phim truyện được sạch sẽ để cải tổ lại hãng phim. Thế thì cái nhà chính phía trên này chúng ta phải cải tạo như thế nào để thành cái nhà làm việc, trông cho nó đàng hoàng. Các đồng chí nói rằng lịch sử phải hãng phim truyện Việt Nam như vậy, mà các đồng chí coi như là để quá bẩn. Thì bây giờ chúng tôi phải có cải tạo cái chỗ đó. Thứ hai nữa là cải tạo nhà sau là nơi sản xuất. Đâu rồi? Tức là các xưởng sản xuất là chúng ta đưa vào nhà thứ hai. Trước đó, vào ngày 20 tháng 5 năm 2017, hãng phim truyện Việt Nam đã hoàn tất quá trình cổ phần hóa. Nhà cổ đông chiến lược là Tổng Công ty Vận tải Thủy đã đưa ra rất nhiều cam kết, trong đó có điều khoản bảo đảm việc làm, tôn trọng nghề nghiệp và đảm bảo mức lương 4 triệu 800 nghìn đồng trong năm 2017, theo quy định của nhà nước với 85 thành viên còn lại của hãng. Nhưng thực tế thì ngược lại. Lương bình quân năm đầu tiên năm 2017 là bình quân 4 triệu 8, năm thứ 2 cũng thế, năm thứ 3 tăng lên là 5 triệu mấy đó. Nhưng ngay lập tức, sau khi cổ phần, bây giờ là được gần tháng thứ 3, bản thân tôi nhận 540.000 tiền lương. Bạn bảo đấy là một sự sỉ nhục đối với nghệ sĩ. Rất nhiều anh em không có lương. Và tức là đồng lương một cách rất là lung tung, nó chả có một cái gì, thích thì cho, không thích thôi. Và khi anh em hỏi thì họ có cái đối xử rất là thô bạo và rất xúc phạm nghệ sĩ. Về phía đại diện Công ty Vận tải Thủy lại cho rằng ban giám đốc trả lương cho mọi người trước công ty nhà nước trả như nào thì tháng này trả như thế. Còn sang đầu tháng 9 họp mọi người vẫn có kiến nghị thì tôi bảo bây giờ chúng tôi đang phải giải quyết thuế và đang xây dựng quy chế trả lương. Thế do vậy rằng trước mắt chúng tôi tạm ứng lương cho các đồng chí đang làm việc trực tiếp tại hãng. Thì đây là tạm ứng lương tháng 8, nhưng chưa có bản thanh toán lương tháng 8. Thông tin cổ phần hóa sẽ góp phần vực dậy được nghiệp làm phim như Công ty Vận tải Thủy cam kết khiến cho các anh em nghệ sĩ vô cùng phấn khởi. Tuy nhiên, thì đến thời điểm hiện tại, hãng phim truyện vẫn tồn tại như vậy và các vấn đề liên quan tới công ăn việc làm, lương cho các công nhân viên chức đang làm việc tại đây vẫn khiến các nghệ sĩ không thể ngồi yên.